Hello, chào các bác, chào tất cả anh em. Vẫn là JBL S500 Plus. Và khi Tùng Audio lên chương trình khuyến mại thì rất nhiều anh em đặt hàng với JBL S500 Plus phiên bản mới nhất của hãng JBL. Ngày hôm nay thì đây, tiếp tục với chương trình khuyến mại thì em sẽ nhắc lại cái chương trình đó một lần nữa. Với JBL S500 Plus đang có chương trình khuyến mại là 1.800.000 đồng, tặng cho các bác và anh em một đôi dây đấu nối, ngoài ra miễn phí ship toàn quốc. Anh em nhận hàng, kiểm tra thanh toán sau. Với JBL S500 Plus là mẫu phiên bản cao cấp nhất của hàng JBL, mẫu vang cơ lai số, đầy đủ tính năng cho bác và anh em trải nghiệm. Mặt màn hình to 4K, hiển thị đầy đủ thông số, có đèn nháy nét ở bên phía tay trái em đây. Công tắc nguồn thiết kế mặt trước nhé các bác và anh em, rất dễ sử dụng. Về phần tính năng thì đương nhiên rồi, vang cơ lai số có rất nhiều tính năng các bác ạ. Có delay, có repeat, có revert, echo revert chỉnh riêng nữa. Exciter lưng tiếng mic, có giải bass mic chép dành cho nhạc, có giải bass mic chép dành cho mic. Bên tay phải em đây chính là ba phím volume vô cùng quan trọng, effect vàng nhại, âm lượng tổng cho mic, âm lượng tổng cho nhạc. Tên model S500 Plus phiên bản cao cấp nhất. So với những người anh em trước đó như T10, T18 hay là thậm chí là T20 thì JBL S500 Plus này tiếng chất lượng hay hơn hẳn. Và tất cả những em đời trước thì thôi, ngậm ngùi xếp phía sau với JBL S500 này thôi các bạn. Tiếng chất lượng quá hay, giao diện cực đẹp mắt rồi. Và giá thành thì đang có giá thành cực tốt cho bác và anh em, thì đây là tổng hợp những cái cơ hội cho bác và anh em trải nghiệm được một con vang cơ số với phòng hát gia đình, đặc biệt là em JBL S500 Plus này. Và ngay bây giờ cùng với em Tùng test một chút chất âm của cái bộ sản phẩm JBL vang cơ lai số S500 nhé. Anh em nhận hàng với cái mẫu này thì về các bác và anh em ghép nối với cục đẩy này, hoặc là âm ly, nhớ bác và anh em là đang sử dụng âm ly mà tiếng chất lượng nó không hay lắm, chưa ổn định lắm, tiếng vẫn còn hú rít, thì lên trang bị cho mình ngay một con vang cơ lai số. Thứ nhất là nó có chế độ FX chống hú cực kỳ tốt, hỗ trợ anh em rất nhiều sử dụng âm ly đã cũ mà nó bị hú rất nhiều, nên anh em nên sử dụng một con vang cơ lai số chống hú cực tốt, đặc biệt là em JBL S500 này. Đấy, về nó thay thế luôn con âm ly đã cũ nhờ các bác. Tiếng vang nhẹ anh em điều chỉnh hết ở trên con JBL S500 này thôi. Rất đơn giản, em đã làm video hướng dẫn anh em cách điều chỉnh JBL S500 rồi. Các bác và anh em nào còn thắc mắc cứ quay lại video Tùng Audio hướng dẫn cách các bác và anh em điều chỉnh cũng như test hàng với em JBL S500 này, để các bác và anh em về và tự các bác và anh em tìm hiểu cái dòng sản phẩm JBL S500 nhá. Ok, ngay bây giờ cùng với em Tùng test chút chất âm của JBL S500 Plus. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, test qua một chút thì anh em có thể thấy tiếng JBL S500 Plus tiếng rất thanh, nhẹ, dễ hát, cao, chế độ bắt mic tốt. Ngoài ra thì với mẫu JBL S500 này có đầy đủ các đường kết nối cho bác và anh em lấy tín hiệu, có USB, cổng quang, Bluetooth, và tất cả những cái đường tín hiệu đấy anh em chỉ cần chuyển đổi qua phần input để các bác và anh em lấy nhé. Mặt màn hình nó sẽ hiển thị ngay. Nếu anh em sử dụng USB thì chuyển qua chế độ input của USB. Ngoài ra thì nếu lấy đường dây AV, đường tín hiệu cổng quang, nếu bác và anh em chuyển qua đường tín hiệu và nhấn thao tác như em này, đấy, nó sẽ hiển thị ngay trên cái mặt màn hình này. Bluetooth thì nó sẽ nháy đèn PT. Ok, và có chương trình khuyến mại này với các bác và anh em nhận hàng kiểm tra thanh toán sau 1.800.000 đồng, có bảo hành 12 tháng và một đổi mới trong 1 tháng. Anh em nhận hàng kiểm tra thanh toán sau các bác nhá. Video của em xin dừng lại tại đây, hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo của Tùng Audio Hải Dương. Xin chào các bác.